Xin chào anh em, nay mình vừa nhận được kit bàn phím FPR75. Đây là kit bàn phím custom mới nhất đến từ thương hiệu Epo. Theo mình đánh giá thì hộp con này được làm khá là chỉnh chu và đẹp mắt. Mở hộp ra thì ngay đầu tiên chúng ta có một cái PCB dạng flex cut. Anh em nào thích nhúng thì đây là một cái lựa chọn khá là phù hợp. Vì đây là thiết kế spring mount nên hãy cho mình ba loại lò xo với các lực nhấn khác nhau để mình có thể lựa chọn. Cảm giác cầm con này thì mình thấy rất là đồng tay, nhôm được hãng anode khá là mịn, bên dưới cũng đã có gắn sẵn tạ đồng cho mình. Và đây là âm thanh khi gõ vào phím, nghe rất là đầm. Đi kèm theo đó là hai loại plate PC và FR4 để mình có thể thay đổi theo sở thích cá nhân. Và hãng cũng làm sẵn form cho mình từ plate cho tới PCB luôn, và tất cả đều được làm bằng poron. Thế nên anh em không phải lo việc đi cắt form sao cho vừa với phím của mình nữa. Phụ kiện hãng tặng cho thì khá là đầy đủ, chỉ có mỗi một món là mình không biết hãng tặng cho để làm gì. Đây chính là cái đèn nhấp nháy này, không biết để gắn vào đâu luôn. Anh em biết để làm gì thì comment ở dưới nhé. Và đây là tất cả những gì có trong hộp. Hẹn em trong video bưu phí lần sau.